Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Cái này hai đậm chất gãy mũ. Ôi cả ơi. Mua lấy kéo cặp sừng. Mua làm gì chả biết. Đấy. Mua làm gì chả biết. Mua áo đồ ấy. Xui mà. Mà tầng này mày là người yêu đến xong. Đây. Tầng này là người yêu lên đến xong. Không. Nên là mình dạy nghỉ ly. Đây. Nên là mình dạy nghỉ ly. Ông đã đi đây. Mẹ nó đã đi. Bây giờ mình đã đi tô màu xong các bạn ạ. Các bạn thấy tô màu đẹp hay trong xin like đăng ký kênh và tất cả các bạn rất nhiều. Này cho đó xung quanh này nè, cho sau đó các bạn các bạn thải liền chứ. Anh cuối cùng ở nhà nhỉ? Thì đi. Anh quyết dép chưa nhỉ? Chưa dép rồi. Tay rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi câu hỏi nha các bạn nhé. Ai cho năm đi nhiệm vụ.
Nếu nghe nhạc chán nghe. Dạ. Nếu có nhạc nghe. Em nghe nhạc gì nữa. Vậy là mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Chỉ là một gì quả sư cả. Gọt nẻ tì lắm. Ngồi bên này nó bỏ túi đậm. Thì lấy cái gì cái bỏ. Màu đéo nào chả được. Màu đậm hơn gì ra được. Trái đẹp gì. Quyền nếu mà quay cà phê uống nhiều tình ngọt. Dạ. Quyền nếu mà cà phê uống nhiều tình ngọt. Mang đi. À, đủ. Đấy đồ uống nước đổ hoa rồi. Trời mình đã mê phê hết. Cù. Cúm cặp được. Đấy gì đây gì nè. Đây không phải là cái gì. Đấy uống dần dần như thế. Mạnh rồi đó. Rảnh đấy rồi. Cố nhỏi. Trời, chị đầy cà phê. Người ta có cả ngũ cốc cơ mà. Nhà ta có cả cái ngũ cốc cơ mà. Nhà bên ngoài. Nhớ biết ai trò á. Đấy. Nhớ biết ai trò á. Có cả cái trà nữa cơ mà. Trà này chả có. Trà uống trà gì mạch. Trà, trà dâu cơ mà. Không phải trà bình thường. Mẹ bóc đi, đuổi cho anh nhà mình ra đấy, có thể ai đó. Có thể. Mẹ bóc chưa? Chưa. Vấn đề bàn thờ. Đã để không? Nhà ta hạ rồi. Đi đi lại nha. Khác. Bây giờ mình đã đi tô màu xong các bạn ạ. Các bạn thấy tô màu đẹp hay không? Xin mình like, đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Không có đâu sói ạ. Có thì không. Ấy. Ấy đúng rồi. Rồi. Rồi, mạnh vừa, mạnh vừa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái tô màu nhé các bạn nhé. Lắm mỏ quá. Mai thứ 7 kia chủ nhật thì chả biết đá bóng không nhỉ? Đá bóng ở đâu? Công ty mời. Mày kia nữa. Kia nữa. Đá bóng rồi. Cái đá đá bóng rồi. Lên sân E4 rồi đi chơi chả các kiểu gì mày ngu buồn thiệt lắm mẹ cứ bị đi xem mày cứ đi mẹ đang ngu chả vậy ô thì đâu bị đá ngu cứ đầy đồng hai bị đá đó đầy hai đó thì cứ bị đó để chả để ngu bị đấy là nó sĩ gái nó thích lao vào thì nó chết
Cái đầm sò lên đá mà. Dạ. Cái đầm sò lên đá mà. Mẹ là hốc. Dạ đã dành cho quen. Đức tôi chào mọi người. Vậy là mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đang